Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, trong chiều ngày 25 và sáng 26 tháng 1, tức chiều mùng 4 và sáng mùng 5 Tết, đã có rất đông người dân ở miền Tây bắt đầu di chuyển qua cửa ngõ tỉnh Long An để quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông để học tập và làm việc. Ghi nhận tại quốc lộ 1A, quốc lộ 62N2 đi qua địa phận tỉnh Long An, dòng người và phương tiện tăng nhiều so với những ngày trước. Bên cạnh một số tuyến đường vẫn lưu thông được thì có nhiều nơi mật độ đông đúc. Do hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng để bắt đầu đi làm lại vào ngày 27 tháng 1, nên số lượng người dân phương tiện quay trở lại Long An cũng như các tỉnh thành phố miền Đông là rất nhiều, chủ yếu là xe gắn máy. Lượng người và phương tiện cá nhân với hành lý túi xách hối hả quay trở lại các tỉnh thành phố lớn miền Đông để chuẩn bị trở lại cuộc sống thường nhật sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.